tiểu sử MC Thành Trung, quá khứ ít biết diễn viên hài đất Bắc đã đi lên từ nghiệp võ và đời tư ồn ào. MC Thành Trung được biết đến như một diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình đất sâu nhất nhì phía Bắc nước ta. Bên cạnh đó, anh còn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi khả năng võ thuật và cuộc sống hôn nhân viên mãn với vợ đẹp, con ngoan. Thành Trung sinh năm 1983, từng là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh tham gia đóng kịch, hoạt động quần chúng ở quận, phường từ ngày còn bé. Người ta biết đến anh chàng đa tài này không chỉ là người dựng vở xuất sắc cho các phong trào quần chúng, diễn giỏi mà còn biết đến anh với tư cách vận động viên Karate-do. Anh đã từng thi đấu giải toàn quốc và đoạt huy chương bạc. Xuất hiện lần đầu tại sân chơi gặp nhau cuối tuần, võ Thành Trung ngay lập tức được công chúng chú ý. Một phần là do khả năng diễn xuất, phần nữa là ở chung có nét hào hào Xuân Bắc. Nổi tiếng bởi khả năng ăn nói và diễn hài nhưng ít ai biết rằng Thành Trung từ bé đã theo nghiệp võ. Ngay những năm tiểu học, nam MC đất Bắc được gia đình cho theo học môn võ Karate-do. Dần dần Thành Trung trở nên yêu thích nên đã học chuyên nghiệp, được đại diện thi đấu cấp quốc và xuất sắc giành huy chương bạc. Anh thi đấu trong đội công an nhân dân và giành được nhiều huy chương. Thành Trung bỗng rẽ ngang để theo đuổi con đường nghệ thuật. Bên cạnh việc học và tập võ, Thành Trung còn tỏ ra năng nổ trong các phong trào văn nghệ của trường. Anh tham gia hầu hết những hoạt động và tập luyện được khả năng đứng trước đám đông. Tốt nghiệp cấp 3, Thành Trung chọn thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Thời sinh viên, Thành Trung đã được tham gia đóng tình huống trong chương trình Ở nhà chủ nhật thay Quang Thắng hay dẫn chương trình Mặt trời hồng, chương trình dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên, chương trình đưa tên tuổi của Thành Trung đến với khán giả chính là gala sinh viên của chương trình Gặp nhau cuối tuần cách đây đã hơn 10 năm. Khi đang là sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh, Thành Trung tham gia gala sinh viên của chương trình Gặp nhau cuối tuần và vai nhà thơ chuyên đào mỏ trong vở kịch Tình yêu ơi ở đâu của gala sinh viên. Thành Trung mang lại tiếng cười hết sức thoải mái cho khán giả. Vai diễn của anh ấn tượng đến nỗi gặp các sinh viên trường đại học mỏ là họ lại than: anh nói thế là chết tụi em rồi. Chả là lời thoại của Trung trong vở kịch có câu bà nói thế mà được à? Bà thử hỏi tất cả các công nhân ngành mỏ xem, họ đào xong cái mỏ này họ phải chuyển sang cái mỏ khác, và từ đó, nghiệp diễn đã ăn vào máu Thành Trung để anh trở thành một cây hài khá nổi tiếng. Anh thường xuyên được xuất hiện trong các vở diễn hài, các tiểu phẩm hài cuối năm bên cạnh các danh hài nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng. Được đào tạo để trở thành diễn viên chuyên nghiệp thế nhưng nghiệp diễn của Thành Trung có vẻ không đều. Trước khi trở thành MC chuyên nghiệp, anh chủ yếu diễn trong các vở hài kịch hoặc các tiểu phẩm hài, phim hài Tết. Gần 2 năm nay, Thành Trung đã nam tiến để phát triển nghề MC. Nhiều người từng thắc mắc sao tôi đang có vị trí hot ở sân khấu phía Bắc lại rẽ sang con đường MC, nhưng giờ đều thừa nhận sự lựa chọn của tôi là sáng suốt. Nếu ở miền Bắc, bao giờ tôi mới vượt qua được cái bóng quá lớn của các anh Xuân Bắc, Tự Long. Trong khi đó, sân chơi cho MC ở miền Bắc thì ít. Còn trong này, tôi cũng không có ý định thành danh hài, vì phong cách của mình diễn hài không hợp mà cũng không vượt được những cây đa cây đề của sân khấu phía Nam. Vì thế, làm MC là lựa chọn hoàn toàn hợp lý và phù hợp với bản thân tôi. Thành Trung lý giải về sự lựa chọn của mình từ sân khấu không chuyên, Trung đến với chương trình Thiếu Nhi, rồi Gặp nhau cuối tuần, trở thành danh hài tên tuổi và giờ là MC đất sâu. Đến giờ, khán giả chỉ nhớ đến một MC Thành Trung mà dường như đã quên mất rằng anh từng là một võ sĩ, một diễn viên và là một danh hài đất Bắc. Sau khi thành danh hài và bén duyên nghề MC, Thành Trung liên tục đắt sâu vào sự kiện, đặc biệt là sau cuộc ly hôn với ca sĩ Thu Phượng. Nếu như Thu Phượng khá khó khăn trong việc xây dựng lại tên tuổi nơi đất khách thì sự nghiệp của Thành Trung lại lên như diều gặp gió. Có lẽ, công việc tay ngang đã choán hết thời gian và đem đến cho anh quá nhiều cơ hội, khiến anh dần rời xa nghiệp diễn sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ vào năm 2012 với vợ cũ Thu Phượng. Thành Trung hiện có cuộc hôn nhân mới, hạnh phúc bên người vợ Ngọc Hương. Gia đình của cặp đôi viên mãn hơn khi có hai con trai song sinh. Tâm sự trong chương trình Chị Em Chúng Mình mới đây, Thành Trung đã tâm sự về mối quan hệ của anh với các thành viên trong gia đình, về cách giữ gìn hôn nhân cũng như mối quan hệ với các con chung, con riêng. Theo Thành Trung, anh và Ngọc Hương đã có 8 năm bên nhau và anh tự hào đến giờ này, bản thân chưa bao giờ có lỗi nào trong mắt vợ. Thành Trung đã từng tự nhận làm vợ anh thiệt thòi. Thành Trung đã tuyên bố rõ ràng như thế, rằng làm cho khán giả của Thành Trung thì sướng bởi vì sẽ được cười suốt ngày, nhưng mà chấp nhận lấy Thành Trung thì sẽ khổ bởi vì công việc của anh quá bận, ít có thời gian để dành cho gia đình. Được biết, Thành Trung là một người kín tiếng vô cùng trong chuyện tình cảm, yêu Thu Phượng đến 2 năm trời mà cũng không mấy người biết, chỉ trừ bạn bè và người thân. Chuyện tình này cũng chỉ bị vỡ ra khi Thu Phượng tham gia vào Sao Mai Điểm Hẹn và chàng trai trong bóng tối cũng đã lộ khi luôn bên cạnh, động viên, chia sẻ cùng với cô trong quá trình thi. Cho tới khi làm đám cưới, Thành Trung cũng mới tiết lộ bí quyết cưa đổ cô ca sĩ xinh đẹp này là bởi vì có một lần cả Thành Trung và Thu Phượng đã quay chương trình Tôi Yêu Thể Thao bởi Trung làm MC. Thu Phượng cũng có một rắc rối nho nhỏ là đã bị mắc khóa áo, loay hoay mãi cũng không kéo được. Thành Trung cũng đã có hành động đẹp là kéo dùng cái khóa áo khiến cho Thu Phượng ngạc nhiên. Sau đó cả hai đã quen nhau và là duyên số. Họ tới với nhau rồi nên vợ nên chồng. Giờ này cũng đã có một bé gái xinh xắn.
khi mà hai người kết đôi, khán giả vẫn còn nghĩ đó là một lợi thế để cả hai người có điều kiện để chia sẻ công việc, giúp đỡ cho nhau phát triển sự nghiệp và cũng chắc chắn sự nghiệp sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, sau đó bỗng dưng Thu Phượng cũng không phát triển những lợi thế của mình sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn mà cũng xuất hiện lặng lẽ hơn. Có lẽ đó cũng chính là điều mà Thành Trung nói rằng ai lấy Thành Trung thì sẽ thiệt thòi. Trước khi về cùng với nhau góp gạo thổi cơm chung, Thành Trung và Thu Phượng cũng đã giao hẹn với nhau rằng một người sẽ phải giảm bớt công việc để mà lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Bởi một gia đình mà cả hai cùng thi nhau chạy ngoài đường, đua nhau đi làm bận tối mắt tối mũi thì lấy ai để mà chăm sóc gia đình. Tất nhiên, cũng chỉ là lui về hậu phương lo cho gia đình thời gian nhất định nào đó khi mà con cái có thể đi gửi trẻ, có thể an tâm gửi cho ông bà thì khi đó thể quay lại và tiếp tục công việc. Thành Trung đã nói, nếu Thu Phượng muốn quay lại, anh cũng sẵn sàng tạo điều kiện và hỗ trợ vợ hết sức để mà vợ tạo dựng sự nghiệp của mình. Thành Trung có gia trưởng nhưng mà không gia trưởng tới mức là sẽ bắt vợ ở hậu phương mãi. Dù không tiết lộ nhiều về tài sản hiện có của Thành Trung nhưng nhiều khán giả vẫn biết rằng anh đang sở hữu nhiều căn hộ cao cấp, xe sang và hàng hiệu. Làm nghệ thuật nhưng anh chàng lại hướng đến kinh doanh bất động sản. Năm 27 tuổi, dù chỉ dành dụm được số tiền 200 triệu đồng nhưng anh cũng liều mình mượn sổ đỏ gia đình để vay 600 triệu. Anh mua cho mình một ngôi nhà ở phố cổ Hà Nội, nằm ngay bên nhà anh. Với món nợ ngân hàng 600 triệu, Thành Trung đã làm việc và tích góp trong 3 năm để trả. Giờ đây, Thành Trung đã có cho mình khối tài sản khủng. Trong đám cưới của Thành Trung với Ngọc Hương, anh đã trao cho vợ chiếc nhẫn kim cương to lớn và đưa dâu bằng siêu xe 14 tỷ. Năm 2019, Thành Trung tậu xe Maybach 8 tỷ đồng và sau đó là căn hộ penthouse rộng đến 260m². Được biết, căn hộ này có giá trị lên đến 18 tỷ đồng. Toàn bộ nội thất và đồ dùng trong nhà đều là hàng nhập khẩu. Anh còn thường xuyên xuất hiện với các món đồ của Hermès, Louis Vuitton. MC Thành Trung và những lần phát ngôn gây tranh cãi. Dù là nam MC hàng đầu, người của công chúng nhưng có vẻ Thành Trung lại rất thẳng thắn nên không ít lần dấy lên tranh cãi từ chính phát ngôn của mình. Năm 2016 khi làm MC cho chương trình âm nhạc theo remix, Thành Trung đã bị khán giả ném đá kịch liệt do có cư xử kém duyên với nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Vì thời lượng chương trình có hạn nên anh đã ngắt ngang phát biểu của Giang Hồng Ngọc. Đồng thời những câu nói như, không có thời gian để hỏi, hẹn gặp em ở mùa sau thể hiện sự kém duyên trong cách dẫn của Thành Trung. Nữ ca sĩ lại đá thời điểm đó đã chia sẻ với truyền thông rằng cô rất bực mình và khó chịu vì chuyện này. Từ sự cố này, MC Thành Trung đã lên tiếng xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm về sau. Tiếp đến là trong một lần dẫn live show hài cùng nghệ sĩ Trường Giang, MC Thành Trung đã gây nên tranh cãi phân biệt Nam Bắc bằng câu nói. Thực sự bất ngờ khi trời mưa mà khán giả vẫn đến rất đông để ủng hộ các nghệ sĩ. Trong khi ở ngoài Bắc, mọi người xem hài ở nhà hát, có máy lạnh nhưng khán giả chỉ có 3 hàng ghế. Câu nói này sau đó đã khiến khán giả và cả các danh hài miền Bắc không hài lòng, lên tiếng chỉ trích Thành Trung phát ngôn không cẩn thận. Một lần nữa nam MC lại phải đứng ra xin lỗi vì phút lỡ lời của mình. Đến năm 2021, MC Thành Trung được nêu tên trên các mặt báo tận 2 lần vì những đoạn status không đúng mực. Tháng 3 năm 2021, anh đăng một bài viết đánh đồng các cầu thủ đến từ Nghệ An là quyết liệt thái quá trên sân bóng. Hành động này bị cho là phân biệt vùng miền và vơ đũa cả nắm. Cộng đồng mạng yêu cầu nam MC ngưng việc phân biệt ấy lại. 4 tháng sau, một lần nữa Thành Trung lại thành trung tâm của sự chú ý. Lần này anh dành một status để chỉ trích việc một số đối tượng chia sẻ nhờ mối quan hệ để được tiêm vaccine virus corona ưu tiên. Điều đáng nói đó chính là văn phong của MC Thành Trung khá tục tĩu, khi được khán giả góp ý anh lại gay gắt đáp trả khiến không ít người ngao ngán. Từ những lần tai tiếng trước đến nay chắc có lẽ hình tượng của MC Thành Trung trong mắt mọi người đã vơi đi phần tốt đẹp. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang đến cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích và hãy bình luận những ý kiến riêng của các bạn ở phần comment ở phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh Thông Tin Người Nổi Tiếng để luôn luôn ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn nhiều sức khỏe.